kinh không chỉ giúp chúng ta thêm dẻo dai, khỏe khoắn mà còn có một ý nghĩa hết sức là to lớn. Như chúng ta đều biết, ứng viên du lịch như một đại sứ văn hóa của một quốc gia là một người mang những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc để giới thiệu và quảng bá cho mọi du khách trong nước và quốc tế. Chính vì thế, việc luyện tập võ cổ truyền đối với một hướng dẫn viên như là một sự trải nghiệm văn hóa, như là một sự hấp thụ những giá trị văn hóa mà dân tộc đã đúc kết qua hàng trăm năm, hàng ngàn năm để từ đó truyền đạt cho du khách bằng cả tấm lòng và những kiến thức từ sự trải nghiệm của mình.